và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhận chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Trấn Thành xúc động khi em gái ngày nào nay đã trở thành một người mẹ. Chia sẻ hình ảnh em gái ngày thơ ấu nhưng nay đã trở thành một người mẹ, Trấn Thành không giấu được nỗi xúc động. Trấn Thành là nam danh hài được đông đảo khán giả yêu mến bởi tính cách thẳng thắn cũng như sự hài hước. Ngoài ra, anh còn là một MC với nhiều triết lý tình cảm sâu sắc, là nguồn cảm hứng cho nhiều người. Đối với gia đình, Trấn Thành luôn dành tình cảm chân thành và quan tâm hết mực. Khi em gái trở thành một người mẹ, Trấn Thành đã không giấu được sự xúc động với tư cách một người anh trai. Trấn Thành xúc động khi em gái làm mẹ. Mới đây trên Facebook chính thức, Trấn Thành đăng tải hình ảnh mẹ và em gái Huỳnh My sau 27 năm. Ngày xưa em gái Trấn Thành vẫn là một cô bé nhỏ nhắn, được mẹ bế trên tay. Nhưng nay, đứa em gái này đã là một người mẹ, nam danh hài viết. Cũng mẹ tôi, nay đã 27 năm, cũng đứa bé, nay đứa bên trái đã làm mẹ đứa bên phải. Bên trái là mẹ và em gái Trấn Thành, bên phải là mẹ Trấn Thành và đứa con đầu lòng của em gái nam MC. Huỳnh My, em gái Trấn Thành, nay đã là một người mẹ, không còn là cô bé ngây thơ ngày nào. Dòng trạng thái của Trấn Thành nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng và thu về sự tương tác lớn. Nhiều người khen ngợi nhan sắc cực phẩm của gia đình nam diễn viên. Sau 27 năm, mẹ của Trấn Thành trông vẫn trẻ trung, còn cô em gái sau khi sinh con vẫn giữ được nét đẹp mặn mà. Dù không hoạt động nghệ thuật nhưng Huỳnh My vẫn có không ít người hâm mộ. Nhờ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, Huỳnh My cũng có nhiều nét tương đồng với anh trai Trấn Thành nên cũng được cư dân mạng chú ý. Huỳnh My sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, sau đó cô tìm được bến đỗ hoàn hảo của mình là người Hồng Kông tên Yu Man Kit. Cả hai kết hôn vào đầu năm 2018 và chào đón con gái đầu lòng sau một năm kết hôn. Hiện tại em gái Trấn Thành đang tập trung vào việc kinh doanh và chăm sóc gia đình. Ảnh cưới lãng mạn của em gái Trấn Thành và chồng. Cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào trên mạng xã hội. Như hình ảnh em gái Trấn Thành hạnh phúc trong hôn nhân cùng con nhỏ, người hâm mộ cũng mong mỏi nam danh hài và Harry Won sớm có tin vui. Đây chắc chắn sẽ là tin tức làm dậy sóng làng giải trí.